chào ông bà cô chú chị các bạn. Hôm nay Hạnh với bé Trọng lên ruộng cắm câu theo cánh đồng lúa này. Mưa giờ nước lên ngập lúc ở trên ruộng. Giờ cắm theo mé này. Rồi Hạnh với bé Trọng cắm câu bằng ngòi nhái. Rồi hôm nay ông bà cô chú chị các bạn trải nghiệm cắm câu cùng Hạnh với bé Trọng. Mình cắm ở đây nè nghe Trọng. Các bạn tối nay trải nghiệm cuốn câu cùng hai cô cháu Hạnh. Đi Trọng ơi. Anh xin chào ông bà cô chú chị bạn. Hiện tại giờ là 9 giờ tối. Hạnh với bé Trọng đi cuốn câu về. Mà chiều hai cô cháu cắm ở cánh đồng lúa này nè. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn trải nghiệm cuốn câu cùng hai cô cháu Hạnh. Đã cuốn câu luôn rồi Trọng ơi. Ôi sao cái câu của mình khó vậy? Nhá nó vô cái mùi lúa. Lấp đùm. Thả lên đi. Dạ. Lấp chùm đó tính là dính cá là chứ. Lấp cũng vậy dạ. Bằng. Chậm đồng câu nha. Cần này nhé. Rồi cần này. Ồ nó lên ấy nằm trên đây nè cháu. Nằm gỗ khô luôn. Yên nè nằm thấy yên nè. Nhà thả chơi thoải mái nè. Bóng rồi ha. Giờ này ếch nhái kêu rồi cháu. Giờ này ra ruộng nó lạnh rồi đó. Dạ. Ủa cái cần câu của mình nó lúc trên đây luôn rồi. Ừ, tới ngay luôn nè. Tới ngay luôn. Ủa dính con cá nè. Trời ơi nó quấn một vòng vô đây luôn nè. Cá lóc ngon quá hay chồng. Dạ. Nè. Chồng ơi bị đâu chồng. Bị đây, bị đây, bị đây. Đứng kìa. Họ biết con cá này nè. Vô vô bị vô Trọng á. Trọng quản lý rồi đó. Đây rồi, lúc mình không thấy cái cần cũng hay nằm sát cái đất luôn á, nó rỉ á. Sát dưới lúa luôn. Cắm theo cái cặp bờ mẫu này nè. Lúa nè 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 nè. Ủa cần này hết. Ủa cần này hết con lúa dữ vậy. Sao đây có cá không? Ủa nó sảy rồi. Sảy rồi. Uống mấy quận trong lúa luôn. Chị xin bảo không gài nước lên nè Trọng. Ủa nó sâu. Cá lên ruộng hết.
nó lâu nhiều khi tới dưới đất mình không thấy biết là cái từ câu quá chiều con gì nó cắn. Đây anh cứng nè chồng ơi, đúng nè. Wow, có con cá lóc chồng ơi. Ủa, con cá này nó ú nè, ú hơn cá hồi nãy, ú hơn bự hơn luôn. Ừ, con nào nấy nó ú quay không luôn, nó ngon nè. Cá lên con cá nè, cá ú không ha. Dạ. Mưa không lại lên ruộng ở là trên đây nè. Trên này ấm quá mà. Chậm chậm đi đâu chậm. Vô. Nãy mình xảy anh cần ha. Nó quấn vô lúa. Quấn lúc càng cầu xuống dưới nước luôn. Nước luôn. Cái này mình ra ruộng chứ nghe. Đây anh cần. Nấp nghe kia kia nè. Nó cũng quấn trong lúa hết trơn vậy. Có không? Rồi, sảy rồi. Quấn mấy quận trong lúa. Có nước cho mình rửa luôn. Nghe nhấp nhe kêu chồng. Ồ, đang cần sảy rồi nè, chắc nó lôi xuống gốc gạ nè. Dính gốc gạ luôn. Kéo gốc gạ lên luôn. Kéo lên luôn. Cá này hay thiệt. Vậy ra ruộng này chỉ có hai cô trắng thôi. Ủa cái con này dính con cá bự lắm chồng. Nè. Ủa cái đầu kìa. Ủa đó nó trốn mình này nè, theo. Trốn thấy đèn nghe nó trốn. Ui lên tay chồng ơi. Ôi con cá nó bự. Ui cá này chắc cỡ nửa ký à nghe. Chắc mới được. Có lưỡi câu không sao. Rồi cá nó nhìn nè, con mắt của nó kìa, nó bự kìa. Cá luôn. Rồi chồng ơi đưa cái vô chồng. Đây bị đây. Không dám gỡ gì đâu. Vô. Nó cầm không giáp. Bự quá. Vậy đó. Cứng quá. Dính vô đó là. Gì đó hồi là nó dãy đi rồi. Ôi con cá. Vô bị. Cá này chút nửa ký trở lên hay chồng. Dạ. Vô làm bá chủ hang con kia. Hang kia giờ bé xíu xíu nè. Rồi đi chồng ơi. Vô cái làm cái bích hang cá luôn. Con cá đây. Bá chủ hang con đó luôn. Bá chủ luôn. Ship lớn nhất luôn hả? Làm dạ. Ship rồi đó. Shipper. Rồi đi vô đây mình thăm mấy thằng kia. Dạ. Trên mặt nước nè. Anh giờ mấy mà nhái chạy lên nhấp đây nè. Thả cho đi chung đi. Đi chung cho nó vui. Nó mình được im không ha. Mà tụi này cũng có. Tụi mấy chân ngồi luôn. Ôi da, đậm nhóc. Cái bãi thì nó nứt hết trơn nè. Rồi, từ này nó nhóc này luôn chẳng ơi. Rồi, nó nhóc nó nhóc nó nhóc nè.
hiu kìa. Có nha, có chạy hiu có nha chị. Đúng chưa? Còn con nhắn luôn. Ngập. Ấm. Đó. Nhắn con này đủ rồi. Đủ. Rồi trở đi nha, hống theo mấy con kia đi. Rồi, đi đi. Ủa có con cá lóc kìa ơi. Ui nè, cá lóc nó uống nè. Nó nhỏ mà nó uống. Uống mềm luôn. Uống xì lu. Uống xì lu lên đây nè. Lên ruộng mà ăn lắm gà uống dữ vậy đó hả? Ăn nhiều quá uống. Uống nè, vô vô. Vô vị. Ăn nhiều uống. Nước mênh mông nè, mồi đủ thứ mồi. Nên ngủ kiếm nè. Trời ơi, tuần này cả nhớ nữa kìa. Dơ 2 giò 2 tan nè. Hả? Nghỉ đi đi. Đi đi. Có nhiều thịt ha. Dạ. Nghe này mình nấu canh ăn được ăn ngon. Đây một cần thôi chẳng rồi hết mỏi. Hiu cũng chạy hiu đó con hiu còn kêu đó. Con này kêu tới con kia con ra con nhái con ớt nó kêu cái khác nữa ớt kêu tiếng lớn ớt kêu cái là mấy nhái nghe cậu hiểu chưa. Nó bự làm má chủ gì giống nhìn cá lóc nó vô vợ nằm rồi mấy con nhỏ nó im gu luôn đi ghe luôn chồng hay kìa chồng quan sát được luôn ha. Trời ơi cái cần nó kìa con nhá nó nhảy tung tăng kìa tung tăng còn. Ủa từ này có con cá lóc chồng ơi con nhái nữa con cá lóc kìa. bạn đời. Nè. Ôm cá lóc viên nhái nào mình ngu. Thôi đó vậy đó. Rồi xếp con nhái luôn. À nhái chưa. Con nhái luôn đi hai thằng bạn ôm nhau nhìn thấy thương quá em. Dạ lúc nào nó đâu có giống như con nhái ôm nó hình vậy đó có nhiều cá nữa.
đủ loại cá luôn. Rồi từng câu này còn con rắn luôn, ốc con này từng chậm con ngủ á. Dạ. Con nước cho mình rửa sạch cái cành luôn, rửa sạch cái cành cành đấy. Ôi cái con cá lóc cạnh đây nè chồng ơi, nè nó cắn gì kìa chứ nha. Ui 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 cắn lúa cái này chừng 200 gram rồi nha. Cái này nặng á nè. Ui dính cái gì mà cứng như vậy ta, nó cắn cọng lúa hết. Nhát nhát luôn rồi, cái lưỡi câu nằm ăn trong đây luôn rồi, khó gỡ quá. Ui ui đâu có nếm được câu được đâu mà gỡ, cái miệng nó cắn cứng ngắc là chồng ơi, bỏ vô vô mấy luôn chồng ơi, bỏ vô luôn về nhà gỡ sao. Mà sát vô đây luôn rồi nó cắn luôn. Nè con cầm cái này luôn nha, nó sừng đó. Nó quậy nè chồng, quậy một dùng lúa luôn. Ôi, thận băng ra luôn. Ôi, nước này sâu dữ. Ôi. Ồ, dính cho ngắn cây rồi, sẵn rồi chồng ơi. Đây, dính ngồi lên cho. Ây da. Ôi, đúc luôn. Sâu lắm, mới đúc xuống mà nước dò. Nước lớn, nước mưa lớn. Tràn bao. Tràn cá gì lên biển cho anh đó. Cái này đụng nước nó lạnh nước, nó lạnh ra đó. Rồi cái tuần này nó quấn muối nè, không biết sáng thường nhái nó lội rồi. Thấy rồi. Nè thấy chưa, nó quấn rồi chồng ơi. Chưa mới công nữa. Ồ, xảy rồi. Dậy nó quấn rồi. Đấm 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 rồi. Mấy thằng kia không? Quậy nguyên một vùng luôn á. Người cá cũng nặng rồi đó nha chồng. Đây à. Tầm biết con cá rồi đó. Mưa chưa vô chân nữa. Đây một con thẳng dây luôn. Như con gì nằm trong đó vậy? Ôi con cá. Ồ, con cá lóc nè. Lóc này nó mới lên ruộng không hả chồng? Dạ. Con nào mới nấu á. Ui. Ui. Da. Đứng quá. Nó cống đen. Ồ, đây. Thả luôn đi chồng ơi, về ruộng đi. Dây lớn là sống đi. Trời, ngớp nữa đó. Ngớp bye bye. Chào cái đó đó. Chứ nó ở trên đây là mau lớn lắm. Dạ. Nuôi mày đó. Địch chờ cái nào mày bự bắt mày sao. Giờ mình thích nghe đó nha chồng. Dạ. Còn cần nữa là đó, con nhái nhảy kìa. Rồi, ủa tui luôn. Rồi, cần này mình không dính lên. Nhái nằm kìa, dẫn giò luôn kìa. Giò cái tay còn méo vô cái lưỡi câu nữa kìa. Thấy chưa? Về quế tự nhiên. Rồi về đi. Chồng cầm câu chồng. Đây kết quả cắm câu của hai cô cháu hạnh được nhiều cá nè. Cái lóc ú không luôn. Ú xù lù. Mấy con cá nhỏ thì hình thả nó về ruộng nè, về được nhiêu cá bự nè. Được. Mấy con chồng còn
5 con. 5 con. Đây là bự nhất. Vậy là mình được 7 con ha. Dạ. Thả 2 con. Thả 2 con. Rồi giờ hai cô cháu mình về khi là sáng mai mình làm món gì ăn. Đây là cá lóc hành nay cắm câu được. Giờ hành kho bầu, còn rau muống hành xào tỏi. Giờ hành sắc bầu, sắc phanh gì. Cái này nhỏ để nguyên khoanh. Giờ anh Phi Hạnh đang kho cá. Cá kho Phi Hạnh thì nó thơm, kho lạc. Khi chờ đợi hành vàng, hành bỏ tỏi bên đây luôn, đằng xào rau muống. Rồi hành, hành gì được, hành đậu nước vô. Giờ hành nêm luôn, miếng đường, miếng hạt nêm. Bấm nước màu. Miếng nước mắm luôn. Chờ sôi đồ hành bỏ cá vô. Cá lóc kho bầu. Rồi nước cá sôi rồi hành bỏ cá vô. Chờ cho cá thấm hành bỏ bầu vô. Nhiều tỏi vàng và hành bỏ rau muống vô. Bỏ vô cái nước xanh liền. Rồi để thấm rồi hành bỏ gia vị luôn. Giờ hành bỏ mấy hạt nêm, miếng đường, nước mắm luôn. Rau muống hành xào chín, giờ hành bỏ củ hành vô. Yeah.
con gì? Bây giờ nút có dĩa luôn, nhiều lắm, chảo luôn. Vô một dĩa bự luôn. Rồi cá hành kho gì được thấm à, giờ hành bỏ bầu vô. Bỏ bầu xíu là nó thấm là nhắc được rồi. Khoảng 10 phút là bầu chín rồi. Rồi cá lóc kho bầu hành chín này nè. Giờ hành bỏ hành vô. Mưa lớn luôn rồi. Rồi. Tạc ơi, giữ tạc lắm rồi. Che lên. Đây là cá hạnh với bé trọng đi cắm câu được. Giờ hạnh làm cá lóc kho bầu ăn với rau muống xào tỏi. Hạnh mời bà cô chú chị các bạn dùng với cô cháu hạnh. Làm món là lạ cho trọng ăn. Cái màu sắc cá kho bầu thấy ngon quá nè. Ngon không? Trọng ước ăn rau muống xào tỏi làm cho trọng luôn đó. Cả nhà cá lóc kho bầu ngon. Ồ, cá nó ngon ha, nước hết trơn hả chồng? Dạ. Con cá bút lóc này nó hơn nửa ký nè, đúng cái đồ rồi. Hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn ăn cá lóc kho bầu. Ngon, thụ ngọt. Đó giờ con ăn cá này chưa, kho bầu chưa? Dạ chưa. Mẹ chưa làm ăn hả? Nãy Út đang kho cá mà trời mưa quá đó chồng. Dạ.
Dạ. Vừa xong cái mình dọn cơm cái hết mưa luôn nè. Trời thương. Trời thương cho mình hai cô cháu mình ăn cơm ha. Dạ. Rồi muốn sao tỏi mà ngon hả chồng? Dạ. Ngọt á. Dạ. Chồng có giờ chưa ăn, làm cho chồng ăn thử. Dạ. Con bát cơm với con. Đây. Cái món kho bầu này nó ngọt quá, nước nó ngọt ngay luôn á. Dạ. Bầu ngọt luôn á. Mưa hả? Đó, mưa tắt. Ngon, ăn nhiều nhiều đi. Món là lạ lần đầu tiên ăn hả? Dạ. Cái bún này cũng ngọt ngay sao á. Cái bún bon nha. Nấu khoái rau muống của mình ngoái á. Dạ. Nó xào cái nó giòn. Ừ. Với nó có vị hơi ngọt ngọt. Cũng còn hồn dính con cá bự quá trời luôn nè. Quá luôn, thành chán luôn. Nó vô chuẩn bị nó nằm im ghe, nằm cái là hàng cá kia nó nằm im ghe luôn, không dám nhích nhích luôn. Video cắm câu của Hạnh với bé Trọng đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn bà cô chú chị các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Bích Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc bà cô chú chị các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều thành công cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Mưa tới luôn. Mưa rồi, mưa luôn. Mưa vừa ăn rồi mưa tới.